Chào tất cả các bạn nha. Bữa nay mình tiếp tục đi thăm lưới bẫy rắn nữa mấy bạn ơi. Bữa nay mình cũng điền mình lên nữa nha mấy bạn. Tiếp tục mình lên luôn đó. Rồi nãy giờ mình lội cũng cả chục tay mấy bạn ơi, không có dính. Cỡ này dính yếu quá mấy bạn ơi, do ở quê mình bây giờ nước nó giật rồi đó mấy bạn. Cho nên rắn nó trốn đâu nó tiêu chừng. Thôi, bờ này mình có một tay để mình lại đây thăm thử mấy bạn. Tại chỗ này không gài bắt cũng nhiều con lắm nha mấy bạn. Rồi có hàng nữa mấy bạn ơi. Cũng lãi mấy bạn ơi. Con này sao thấy gắn lãi gì đâu không, con này cũng nhỏ nha mấy bạn. Đây bạn thấy nó nằm đá không đó, con này cỡ ba lạng mà mấy bạn này, ba lạng tay lớn này không gà mình bắt tính ra cũng cả chục con nữa nha mấy bạn. Chỗ này không à, đây một con lại đây nữa. Mấy bạn thấy mình văng tay lưới đó đại như đó đó, con hút lên tới trên đây gì nè mấy bạn. Tài này có nằm tắt nha mấy bạn. Mình đa số đây mình đồng ruộng ở đây á, nó bờ nó nhỏ mấy bạn, mình không thể văng dài được. Văng dài á thì nó dính lên trên bờ, khi người ta đi qua lại người ta thấy mình cũng sẽ dễ mắc lưới và dễ mắc rắn hơn. Có dính thì người ta cuốn luôn tay lưới mình nè, chứ người ta gỡ không được. Tại mình đi hoài thì mình đem lưỡi lam theo, chứ còn như bình thường đi ruộng người ta gặp thì người ta cuốn tay lưới mà, chứ ít khi nào ai gỡ lấy rắn không lắm, khó gỡ lắm. Nè mấy bạn thấy nó dính vậy nè, mình chỉ có cách là lấy lưỡi lam gọc mặt lưới lấy nó thôi. Rồi bây giờ mình cũng xin tạm ngưng đây để mình bắt nó ra nha mấy bạn, vì mình lý do mình đi có một mình nên không có quay lại được nha mấy bạn. Rồi tạm ngưng nha mấy bạn. Nói gì lộn, mệt quá mấy bạn ơi. Cái ngồi nghỉ cái mấy bạn. Nè, bạn thấy khung cảnh này đẹp không? Đây vuông cá nha mấy bạn. Đây khu vực này là người ta nuôi cá tra nha, bên đó hầm, bên đây hầm luôn mấy bạn. Coi này sợ ít dính quá mấy bạn. Lội quẩy. Mấy bạn thấy cái ớt không? Rất hiểm nha mấy bạn. Chín đỏ chừng nha mấy bạn. Thôi mình không linh tinh linh ta nữa mấy bạn ơi, mình tiếp tục đi thăm nha bạn ơi. Hơi nãy chờ thằng bắt thì mình có con tay nha mấy bạn. Góc này nữa. Ok, có dính nha bạn ơi. Đã quá mấy bạn ơi. Con này hơi bự nha mấy bạn. Đây. Bạn thấy từ xa thấy nó nằm đây chưa nè. Có trứng nè mấy bạn, có cái bụng một bụng không mấy bạn, đó có trứng. Mình dẹt trứng xương thôi nha các bạn, mình chừa lại tại mấy cái thế này mình phải để vậy, chứ mình dẹt chấm quá rắn nó sẽ nhát đi một phần, còn một phần do người ta qua lại người ta dễ thấy lắm. Đây các bạn nhìn thấy nó không? Ngóc đầu hả mày? Thấy đã không, có trứng này nghe mấy bạn. Để có bạn mình nói con rắn nó dính vô lưới rồi nó đẻ, cái có bạn không tin. Tại khi nó muốn gần đẻ rồi đó mấy bạn, dính vô lưới cái đầu nó tụt cái lưới giống như vuốt nó, cái hơi nó đẻ luôn mấy bạn. Nhiều khi mình bắt về mình bỏ đó rồi mình tính dồn chừng 4-5kg, 6-7kg rồi mình mới bán lại mấy bạn ơi, ít làm biến. Tại rau rắn này nó cũng rẻ tiền á, mình để ở nhà nó đẻ giờ ha, chừng một tô trứng à. Nhà ai ăn với cũng ngán chứ. Đây đó, bụng trứng này đẻ 5-6 trứng nữa nha các bạn. Về mình bỏ đó, cái đầu bữa hay bữa mình mới đi bán, cái là nhiều mới đi bán là đẻ đó. Rồi vậy mấy bạn cho mình tạm ngưng đây để mình xử lý nó nha, tại mình đi có một mình rồi tới tay tiếp theo nếu có dính mình sẽ quay lại cho mấy bạn trải nghiệm nha. Rồi tạm ngưng lại. Rồi nãy giờ mình lội đâu cũng 5-6 tay gì không dính nữa nha các bạn. Ở đây mình có con tay nè, này khu vực bờ bán cầu nha các bạn. Rồi bạn thấy bán cầu tàu bông cháy lừng cái chân không hả? Lội nó giờ quải quá các bạn ơi. Con này dính tầng con lãi không? Con ngựa, hũ hành, đồ nó ngon, vẫn lãi. Giá nó cỡ này cũng rẻ quá, ký có trăm mấy. Đây, các bạn thấy ghê cái măng cầu trái chưa? Mấy cái túi trắng trắng đó là người ta bao măng cầu đó nha các bạn. Lừ hết luôn nè. Rồi, đây mình có tay gà dính rồi các bạn ơi. Trời ơi, bị chết gì quá trời, nó bự bạn ơi. Các bạn nhìn thấy không? Chết rồi bạn ơi. Các bạn thấy chuột cắn này nè ha. Chuột cắn.
cắn chết, cắn to luôn. Này, con này là hiện giờ là con thứ ba như thế rồi. Đây mình còn được hai con, hai con sống này, nó không bự bằng con đó nè, con chết đó, con đó chắc cả nửa ký. Con lại mấy bạn thấy nhỏ nhỏ chứ nặng lắm nha các bạn. Còn đây mình được hai con trong túi nè các bạn. Hơi mờ mờ rồi. Bây giờ như tới đây mình còn cũng có chục tay nữa đó mấy bạn ơi. Tại mình giăng lần này bữa hổm 50 tay mà mình chuột cắn mình cuốn về hết cò mười mấy tay rồi. Do mình bận công việc quá nên không có giăng được nhiều á mấy bạn. Chứ giờ nó sắp hết mùa mấy bạn ơi, nước giật là mình giăng khó dính à. Rồi, thôi bây giờ mình cũng xin tạm gác máy đây để mình xử lý con rắn này nha các bạn. Rồi một hơi miễn mà mình đi về tới ta nào có dính mình quay cho các bạn xem. Đây một quả nãy giờ mới được 3 con nha các bạn. Rồi, tạm gác máy đây nha các bạn. Rồi thằng đây mình có người ta lớn hơn nha mấy bạn. Cái này dính yếu quá, lội quải quá các bạn ơi. Cái này hổ hành, hổ ngựa bự rồi đó, mắt tiêu hết trơn, còn ba gắn thấy nhỏ nhỏ không các bạn. Lãi rồi, uống nước rồi lại gai để bạn. Đây, đây con tay nha mấy bạn. À, đây có hàng mấy bạn ơi. Đây. Các bạn thấy nó ẩn nấp dưới đây chưa? À. Các bạn thấy mình giăng lưới từ cái lúc mà cỏ chưa có mà tới nó bò qua bò lại nó mọc ta lưới mà nó bạc màu như luôn bạn, mình nhộm đen đó mà giờ thành màu trắng luôn rồi các bạn. Rắn này cũng to các bạn ơi. Con này chắc được cỡ nửa ký rồi mấy bạn. 4 chấm nửa ký, chắc hơn 4 chấm. Đây mấy bạn thấy ngắn nước chưa, chà bá không. Con này cũng chưa giữ hung mấy bạn, năm ngoái mình giăng có con đâu cả ký, ký mấy nữa bạn, năm nay chưa thấy con nào mà được cỡ 8 9 chấm chứ. 6 chấm nửa ký, đa số là 4 chấm nửa ký, nửa chấm nửa ký, như con này giờ chắc cũng 4 chấm hơn 4 chấm nửa ký đâu lại. Đây. Nhìn thấy ngon không ạ? Nãy giờ mấy thì mấy bạn cũng nhìn thấy đó, nãy giờ thì mình được đâu 3 con. Mà có một con bị chuột cắn nãy chết đó mình tặng cho ông chủ vườn này, rồi còn được hai con nó đã sống dưới đây, được con nữa, ba con như nãy giờ mình mới được có 4 con đó mấy bạn ơi. Thôi bây giờ mấy bạn thông cảm để mình chút nha, tại mình đi có mình nên nè, để mình ngưng máy lại mình gỡ gắn ra nha mấy bạn, mình xử lý nó xong rồi mình đi tới tay tiếp theo, cũng còn có mấy tay nữa mấy bạn ơi. Mình đi tới tay nào dính thì mình quay lại cho mấy bạn xem. Tạm ngưng nha các bạn. Còn mấy tay nữa hết lớn rồi các bạn. Rồi, thằng đây mình có một tay lớn nữa nha các bạn. Đây, dính nè các bạn. Nằm một đống mấy bạn ơi. Chết nữa rồi mấy bạn ơi. Cũng quá. Cái này trời nắng quá, trời nắng này mấy bạn. Mưa rồi cái ống nắng lại nó nắng dữ lắm, nắng luôn. Con này cũng trọng à, con này có 4 lần rưỡi 5 lạng nha mấy bạn. Gắn lãi nè bạn ơi. Dùng mình kêu gắn lãi có dùng kêu gắn hổ mây đó nha mấy bạn. Quá tiếc mấy bạn ơi. Chết nữa rồi. Nắng quá. Chết. Rồi, bây giờ chắc mình tạm ngưng lại đừng mình xử lý con rắn này nha mấy bạn. Chứ mình đi có một mình nên mấy bạn thông cảm giùm mình không có quay cận cảnh xử lý được. Con này cũng tạm còn ăn được nè mấy bạn, để mình đi dài dài có ai ấy mình cho. Rồi. Cho mình tạm ngưng máy đây nha. Rồi, ở đây mình có tay nha mấy bạn. Tay chỗ này đợt đó mấy bạn nhớ mình dính cặp hổ ngựa ký 6 không các bạn. Tay một dính hai con không gà lâu rồi cũng không dính, à bữa nay có dính rồi mấy bạn. Đây một em đãi to nha bạn, mới dính đãi quá to bạn ơi. Đây đãi này to nha bạn, đãi này từng khoảng nửa ký tới 600-700 gram nha bạn.
chắc nửa ký quá, nửa ký 600 gram à. Đã không mấy bạn? Cảnh cảnh vườn này nghe mấy bạn. Có quầy kìa, nó gặp mình cái quầy kìa. Thì nãy giờ mấy bạn cũng đã thấy rồi đó, nãy giờ mình dính cờ nãy mình giục hai con, còn ở đây là ba con nha mấy bạn. Bữa nay nói chung là tạm trúng nha mấy bạn. Nhưng là được rồi đó, tại cỏ này nó nước nó giật rồi bạn, quê mình nước nó giật rồi. Nên gắn nó đi mình khó đón hướng lắm. Chứ nó sẽ giảm dính hơn, chứ đầu mùa tới giờ nguyên cái luồng lớn này mình dính biết nhiêu gắn nó rồi, nên nó cũng còn không có nhiều gắn nữa đâu. Do ở chỗ khác nó đi lại thôi. Đây, nhìn thấy chưa đó. Còn túi này là nãy giờ nè, đó. Hai con lãi và một con nước mình giục hết. Giục một con rồi, hồi nãy mấy bạn ơi, mình tháo ra thấy nó không ấy, còn một con thì mình cho một tủ giường nè. Nãy giờ ba con sống, hai con chết là năm con. Con này là con thứ 6 nha mấy bạn. Đã không bạn? Này gắn đực nha bạn, con này gắn đực rồi. Bạn thấy nó dài ghê không? Nó dài hơn ta lưới mình đó. Đó ta lưới mình ngay chân chỗ đầu nó đó nè, tới đây chỉ cái chân đại đây nè. Đó nó còn dài hơn nữa mà. Bạn thấy to không? Bóng hế đã không? Con này mới dính nha mấy bạn. Con này chắc mới dính chắc sáng nên nó chưa có thẹo dít gì nhiều nè. Rồi, mấy bạn cho mình tạm ngưng đây để mình lấy con gắn ra cái nha mấy bạn. Rồi, mình về gần tới nhà mấy bạn ơi. Nãy giờ vượt xong mình coi mấy bạn coi mình mấy của mình nè. Ướt nhẹp hết chân mấy bạn ơi, do cây cầu của người ta nó ấy vậy đó mấy bạn. Cây cầu nó hư nó gãy rồi đó, mình mắc lội xong ngang. Ướt mình chứ. Rồi, bữa nay như mình tổng kết mấy bạn là thành quả bữa nay là cũng khá trúng đó mấy bạn ơi. Đây. Được một túi gắn này đây mấy bạn. Bữa nay nói chung là trúng không trúng mà nó cũng không thắt mấy bạn ơi. Như bữa nay là nó dính được 6 con mà chết hết 2 con, mình còn được 4 con nha mấy bạn. 4 con này cũng chắc chèm 2 ký chứ không được 2 ký đâu mấy bạn ơi. Gần 2 ký rồi. Đây. Khá nặng nha mấy bạn. Đây có con gắn nước ngon nha mấy bạn, một con gắn lãi này to lắm mấy bạn. Một con thường thường nó thường may ra nè, con này nè. Đó, bạn thấy to không? Con này. Đã. Cỡ này nó muốn hết mùa mấy bạn ơi, quá trời ở đây nè. Mấy bạn thấy như mương đồ người ta bơm cạn hết gì mà mấy bạn. Ruộng thì người ta sửa sạn, người ta xả xế đồ người ta bơm cạn hết chân á mấy bạn. Cho nên cái lượng gắn nó đi mình khó đón lắm. Nó đi cũng ít hơn nữa, nó nhát đó mấy bạn. Nó vô hang đồ trơn, như người ta xịt thuốc cỏ đồ chống bờ đồ đừng sửa sạn, người ta xả lúa vụ đông xuân này mấy bạn. Đây đường này về sắp tới nhà mình, mấy bạn thấy nhà mình cũng chấm không đó. Cái trang trại mình chăn nuôi chồng mình có nuôi gà nữa nha mấy bạn. Cho nên quá nhiều công việc nên lưới nói chung là mình cũng không có văng được nhiều nữa mấy bạn. Chứ như năm ngoái mình ít công việc, mình văng mấy trăm tay, nói chung thăm cử là nó khoảng thắt là cũng 3 ký. Còn nếu mà chúng có bữa 7-8 ký, cả chục ký chừng nữa. Tại năm ngoái mình văng tới 300 tay lên, còn năm nay quá trời công chuyện nó bận quá nên mình văng được đầu mùa được 100 tay, mình chuột bọng đổ cắn giờ còn chừng 70 tay, 60 tay hai luôn. Năm ngoái một ngày mình thăm 150 tay, còn năm nay thăm tính ra ngày có 30-40 tay thăm được buổi sáng à. Cái xong là mình phải về định tới trưa cái có gà vịt với có công việc nữa. Rồi thôi vậy mình cũng xin chào mấy bạn ở clip này ha. Hẹn gặp mấy bạn ở clip sau ha. Rồi, bye bye.